Người thân nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết của nạn nhân nhưng bất lực. Lửa bao trùm căn nhà cấp 4, nhiều người chạy đến tìm cách ứng cứu nhưng bất lực vì cửa khóa chặt bên trong. Trưa ngày 30 tháng 3, viện kiểm sát thành phố. Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường vụ cháy nhà ở phường Cát Lái, thành phố. Thủ Đức để khám nghiệm. Khoảng 1 giờ 30 phút sáng nay, căn nhà nằm dưới chân cầu Mỹ Thủy bùng cháy dữ dội. Phát hiện hỏa hoạn, nhiều người hô hoán chạy đến ứng cứu nhưng bất thành. Khi cảnh sát phòng cháy chữa cháy dập tắt ngọn lửa, xông vào bên trong thì phát hiện bốn người lớn và hai trẻ em đã tử vong. Sáu nạn nhân tử vong, gồm bà Bùi Thị Loan, sinh năm 1969, chủ hộ, Lục Kiến Oai, sinh năm 1994, con trai bà Loan, Lục Tuyết Trinh, sinh năm 1996, con gái bà Loan. Bùi Thúy An, sinh năm 1997 con dâu, cháu Thái Nghi, sinh năm 2014. Cháu nội, bà Loan và cháu Lục Kiến Phong, sinh năm 2021, cháu ngoại. Căn nhà xảy ra cháy được thiết kế theo dạng ống, rộng 60 m vuông, 5 x 12m. Căn nhà bít kín cả hai bên và phía sau. Dù có cửa sổ nhưng lại được thiết kế khung sắt nên chỉ có một lối thoát duy nhất ở cửa chính phía trước. Trong quá trình tiếp cận đám cháy, lực lượng cảnh sát phải đục nhiều lỗ ở tường mới tiếp cận được đám cháy khống chế ngọn lửa. Ông Dũng, người thân của gia đình nạn nhân cho biết, rất đau buồn vì không thể nào cứu được cả gia đình. Ông Dũng là anh em cột trèo phía chị Loan ở cách hiện trường một căn nhà. Lúc xảy ra cháy, ông cùng mọi người chạy đến ứng cứu nhưng không thành. Đám cháy bùng lên phía trước căn nhà nơi để dãy xe máy. Chúng tôi cố gắng tiếp cận, đập cửa nhưng không thể. Căn nhà bị khóa trái bên trong, cộng thêm sức nóng khủng khiếp tỏa ra khiến chúng tôi bất lực, ông Dũng buồn bã nói. Một người thân khác là bà Nguyễn Thị Giàu, 60 tuổi cho biết, lúc xảy ra cháy mọi người trong xóm đều la toáng lên và chạy lại đập cửa để cứu người. Người dân chạy tới còn nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của người con trai ông Tâm nhưng lửa cháy ngay phòng khách, nên không cách nào cứu được đành bất lực. Theo người thân, ông Tâm và vợ, bà Loan thường ngày bán nước giải khát ở khu vực vòng xoay Mỹ Thủy nên thu nhập cũng khá bấp bênh. Tối hôm qua, ông Tâm nằm ngủ ở hiên bên ngoài, nên khi xảy ra cháy đã thoát nạn. Dù vậy, trong nỗ lực cứu người thân ông bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu. Nhà nó 6 người chết cả rồi, có mỗi em tâm sống sót, đang điều trị ở bệnh viện, đứa cháu nội mới có 2 tháng tuổi, cháu ngoại gái thì được 6 tuổi. Chết thảm quá, không ngờ lại xảy ra như vậy, bà giàu ứa nước mắt. Liên quan đến vụ hỏa hoạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đã có mặt để chỉ đạo điều tra vụ việc đại diện ủy ban nhân dân phường cát lái cho biết gia đình nạn nhân vụ cháy là hộ khó của phường ủy ban nhân dân thành phố thủ đức đang họp để có phương án hỗ trợ cho gia đình nạn nhân